Hoa muốn đăng ký hoạt động cho kỳ nghỉ hè, cho mùa hè này. Cô ta đã đến để gặp thư ký của câu lạc bộ Y and Y của trường. Thư ký đưa cho cô ấy một tờ đơn và yêu cầu cô ấy điền nó vào những cái thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ và sở thích. Sau đó cô ta phải đưa tờ đơn này cho giáo viên chủ nhiệm và yêu cầu cô ấy ký vào. Sau đó cô ấy phải mang nó quay trở lại cho thư ký. Hoa nghĩ rằng nó thật là thú vị để tham gia những cái hoạt động từ thiện khác nhau. Tìm cho cô 5 lỗi, suy nghĩ đi. 5 lỗi bị sai. Trong này có 5 lỗi nhá. Có 5 lỗi sai. Cái thứ nhất là enroll. Enroll hôm trước ghi chưa? Enroll for là đăng ký. Đăng ký participate tham gia, đi in tham gia, coi nó xài đúng chưa, cái cụm từ này nó đã xài đúng chưa. Rồi liên quan thì nữa, rồi liên quan tới thì nữa nhá. Bây giờ chúng ta phân tích này. Hoa muốn đăng ký hoạt động mùa hè và enroll, các bạn gạch cái in đi, các bạn sửa in thành for cho cô, gạch cái in đi, gạch cái in đi và sửa thành for nhá, sửa thành for, khuôn for, à enroll for. Cô ấy đi đến gặp thư ký của trường, thư ký đang là quá khứ hết, còn thêm một đáng là thì quá khứ đơn không, mà cái từ giver này nó có phải quá khứ đơn không, nó chưa quá khứ đơn chưa, chuyển thành quá khứ đơn là từ gì? Gave, chuyển thành gave, giver chuyển thành gave cho cô. Thư ký đưa cho cô ấy một tờ đơn nhá, gave chuyển thành gave. Đây đây con, làm cái sách con, đây 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 này, enroll này, gạch chân cái kho, gạch chân cái in này, sửa thành kho. Rồi tiếp theo cái dòng thứ hai là từ gave chuyển thành gave, thấy chưa? Rồi cái lỗi thứ hai, cái lỗi tiếp theo là gì? Lỗi tiếp theo của chúng ta là từ nào nhá. Thư ký đưa cho cô ấy một tờ đơn và yêu cầu cô ấy điền vào thông tin cá nhân, tên, thoại, địa chỉ, sở thích. Sau đó cô ta phải mang tờ đơn này tới giáo viên chủ nhiệm. Form teacher là giáo viên chủ nhiệm. Mình sẽ with được không? With mình dịch là với. Còn đây mình đang cần tới. Tới là to. Cái từ with đó chuyển thành to cho cô. With chuyển thành to. To này dịch là tới. Cái này dịch là với, sao mà được tới giáo viên chủ nhiệm mà phải là sạch chu. Cái quýt ở dòng thứ tư, dòng thứ tư thấy cái quýt chưa, đây 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 đây, quýt này, quýt này mang tới cho giáo viên chủ nhiệm này là thành chu, thấy chữ quýt chưa số. Rồi bốn ba cái rồi, cái nào nữa? À, và yêu cầu cô ấy ký vào after that, sau đó cô ấy phải bring it back to the secretary. Sau đó thì phải mang lại cho thư ký. Hoa nghĩ rằng, chú ý cái thì nào, chú ý cái thì nào. Hoa nghĩ rằng, đã đúng thì chưa? Tất cả đều quá khứ đơn hết. Hoa nghĩ rằng, cái từ nghĩ ở đây là thinh chuyển thành gì? Thinh đang là hiện tại, các bạn là chuyển thành gì? Thought, cái gì nữa, quá khứ đơn. Thinh chuyển thành thought. Chuyển cái từ thinh đó thành thought cho cô, cái dòng cuối cùng, cái dòng gần cuối cùng đó. Hoa nghĩ rằng nó thật là thú vị để mà tham gia. Tham gia đúng chưa? Participate, cô đã nói rồi, participate đi với cái gì? In, cô đã viết trên bảng rồi, cái từ on chuyển thành in. On chuyển thành in chưa? Hả? On chuyển thành in cho cô chưa? Nhá. Rồi, các bạn xuống bài dưới tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng. Rồi, The Boy với cái giải nhất ở trong cuộc thi rất là hạnh phúc. Oh my god, chọn câu nào đây? The Boy mà có giải nhất trong cuộc thi rất là hạnh phúc nào? Câu nào sai? Chủ ngữ số nhiều hay ít nha các bạn nhờ. Chủ ngữ đây là câu The Boy có sờ là những chàng trai, những cậu bé là số nhiều. Chủ ngữ số nhiều rồi thì động từ phải là were chứ sao thầy was được. Các bạn khoanh vào C và các bạn chuyển thành were. Were. What chuyển thành were. Câu 1 C. What chuyển thành were cho cô. 1 C. What chuyển thành were. Câu số 2, hai đứa suy nghĩ nào. Thì gì? Thì gì? Ờ, câu là thì gì? Quá khứ và sai y đúng hay sai?
Sai, chuyển thành gì? Was, đúng rồi. Y chuyển thành was. Câu 2, y chuyển thành was bởi vì quá khứ. Y các bạn chuyển thành was cho cô nha. Câu 3. Câu 3 nào, suy nghĩ nào. A hả? Ô, đúng rồi, tại sao A sai? Sai did mà. À, đã sai did mà còn đưa về cột 2, có phải bị ngốc. Vậy là sai từ bot chuyển thành gì? Bot chuyển thành gì? Nguyên câu là gì? Buy, là mua đấy. Bot chuyển thành buy. Bởi vì đã có did rồi mà còn sai động từ cột 2, nó vớ va vớ vẩn rồi. Nha, phải đưa về nguyên mẫu. Câu số 4 nào. The hockey player hit head. Đánh vào đầu của anh ta. Nha, người chơi hút quân cầu đã đánh vào đầu của anh ta vào hôm thứ 6 và anh ta đã ở bệnh viện từ khi đấy. Oh my god, cái thì này các bạn chưa có học. Đúng, nhưng mà các bạn biết. Rồi các bạn, cái từ xin đen các bạn chuyển thành đen. Câu số 4. Xóa từ xin đi. Câu số 4 này. Xin đen, các bạn bỏ xin đi. Chuyển thành đen thôi. Câu số 5 thì có cứ đưa đấy. Bỏ xin đi nha. Gạch cái từ xin đi. Viết đen thôi. Rồi, câu số 5 nào. À, họ đã không nhìn thấy Peter từ hồi tháng 9 khi mà họ gặp ở bữa tiệc của Mary. Câu D các bạn chuyển thành have a met, chuyển thành met các cô. Thì này chưa học, cái thì này hiện tại hoàn thành này. Các bạn chưa được học đâu, mấy hôm nữa cô cho học. Thật là bất cập ha. Chưa học mà cho làm. Câu tiếp theo, con trai của cô ấy vừa mới bị mất tích trên đường về nhà vào ngày hôm qua. Z ở đây là thì gì? Quá khứ. Quá khứ mà người ta xài has lost là sai, các bạn ghi lost thôi. Câu 6. Chuyển thành lost. Chuyển thành lost. Là bị lạc. Mất tích bị lạc. Rồi câu 7 nào. How did he feel? Anh ta cảm thấy như thế nào khi lần đầu tiên anh ta. Ôi dồi ôi, cái từ đọc sách các bạn nhìn có gì nặng lắm không? Có gì lạ không? Mình có bao giờ có cái từ rick như thế này không? Rick của hai là viết như thế nào? Rick như thế này luôn. Đọc là rick. Đúng không? Nó lừa ai vậy? À, cái này mình làm mít và lừa ai? Cái từ rick làm gì có cột hàm mà rick thêm ed. Rồi câu tiếp theo các bạn. Câu số 8 nào. 2 months ago là cách đây 2 tháng là quá khứ. Các bạn coi nó làm quá khứ đúng chưa? Anh ta đã tham gia một cái dự án xanh và đã trồng rất nhiều cây trong cộng đồng. Trong cộng đồng của bọn họ. Đang nói anh ta ở đâu ra bọn họ vậy? Nào, câu nào sai? Anh ta đã tham gia một dự án xanh và trồng rất nhiều cây trong cộng đồng của bọn họ. À, câu D phải chuyển thành hit chứ không thể chuyển thành de được. Từ đâu nha thằng de vậy? À, de chuyển thành hit. Câu D chuyển thành hit. Cái từ de chuyển thành hit nha các bạn. Câu 8 de chuyển thành hit. De chuyển thành hit. Hết rồi, ok. Rồi chúng ta tiếp tục.